Kỳ Hưng trả lời về con riêng của chồng và hot girl Likuta. Thưa quý vị, sau khi lấy chồng và sinh con, Kỳ Hưng gần như rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động của showbiz. Trên trang cá nhân, cô không còn update công việc nữa mà chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của cậu con trai và những bức ảnh tình cảm hạnh phúc của hai vợ chồng. Thế nhưng Kỳ Hưng vẫn thường xuyên livestream để giao lưu với những người hâm mộ và trả lời những thắc mắc của mọi người. Trong lần livestream gần đây nhất, được hỏi về cảm giác khi nhìn thấy khoai tây, tên thân mật của con riêng Mạc Hồng Quân, Walker Likute, Kỳ Hưng không ngần ngại đáp trả. Theo cô thì dù câu trả lời có như thế nào cũng sẽ bị nghĩ rằng nói dối và giả tạo, vì thế Kỳ Hưng chọn cách im lặng và cười. Thế mọi người muốn Hưng trả lời cảm giác như thế nào? Thực ra trong lòng mọi người đã có câu trả lời mọi người muốn rồi. Thế cho nên dù Hưng có nói gì đi chăng nữa thì chắc chắn mọi người cũng sẽ chửi, một là con này điêu, hai là con này giả tạo. Thế câu trả lời đã có sẵn trong lòng mọi người rồi, hỏi Hưng làm gì nữa? Hưng trả lời thế nào cũng bị nói, thì thôi im lặng và cười, Kỳ Hưng nói. Đồng thời Kỳ Hưng cũng cho biết dù nhà ở rất gần nhau nhưng chưa bao giờ cô gặp bé khoai tây ngoài đời.